Em xin biến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Và em rất là vui khi được rất là nhiều anh em yêu thích cũng như là quan tâm cũng như là đặt niềm tin vào Tuyên Vũ chúng em. Và hiện tại thì đang có anh em có thể thấy là rất là nhiều đầu này của những khách hàng đến từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc nhé. Đấy, và cũng rất là tình cờ khi mà đều là những cái dòng đầu Vietcatv HD này. Đây là những cái dòng đầu HD thường và không chạy được YouTube, và bên dưới thì có một cái đầu HD Pro này. Đấy, và đây là tất cả những cái dòng đầu mà khách hàng khắp mọi nơi gửi đến bên em để bên em có thể nâng cấp lên cho anh em hát được YouTube nhé. Thì nâng cấp hiện nay thì chúng em đang có rất là nhiều các cái main, như là main của Okara này, hát YouTube này, rồi main của Vietka. Vietka thì chia làm hai, một loại là Vietka Pro và một loại là Vietka Bonus. Thế thì Vietka Bonus thì nó đời là cao hơn hẳn, đấy, cao hơn hẳn nhé. Và thứ ba nữa là đầu nâng cấp main của Smartka. Đấy, thế thì với những cái dòng main này thì chúng ta có thể là nâng cấp lên để hát YouTube online một cách gọi là nó trơn tru nhất. Đấy, thế thì đây thì em ví dụ luôn cho anh em, đây là một chiếc đầu Vietka HD thường này. Đấy, và đây chúng em đã tháo hết này, anh em thấy không, em đã tháo hết rồi nhé. Tháo hết, đây là cái bộ phận nguồn này, nguồn của cái đầu Vietka này, TV HD thường, và đây là main của đầu Vietka HD thường nhé. Đấy, đây là main này, chúng em đã tháo hết ra này. Đấy, tất cả các linh kiện bên trong, và duy nhất đấy thì giữ lại là giữ lại được cái vỏ này, cái vỏ nhé, nguồn chúng em đã tháo rồi đấy, và giữ lại được cái thứ hai nữa là cái ổ cứng. Thế thì đầu này thì để mà nâng cấp lên đầu Vietka, đây là cái main Vietka Bonus nhé. Đấy, nâng cấp được lên đầu Vietka thì chúng em sẽ phải làm lại dữ liệu ổ cứng đấy, và chúng em sẽ gốt. Ví dụ như là cái đầu này hiện tại là của bác khách của anh Tiền, là anh ý là có cái đầu 4T đấy, làm dữ liệu ít nhất nó rơi tầm 7 tiếng đến 8 tiếng đồng hồ. Đấy, thì đây em đang gốt dữ liệu này, đây đấy, đây là em đang gốt dữ liệu, và em gốt từ sáng bây giờ mới được còn 50% thôi đấy, và phần 75 và phần 100 là đang nháy nhé, và hiện tại nó đang lên đến 75. Còn hiện tại để mà gốt được thì mới gọi là gốt được một nửa, mà từ sáng luôn đấy, từ sáng luôn nhá. Đấy, và đây là hai cái ổ 4T, một cái là dữ liệu gốc và một cái là dữ liệu của khách nhá. Đấy, một cái là dữ liệu gốc và một cái dữ liệu của khách. Rồi đây em đang gốt cho anh em này. Đấy anh em nhé. Đấy, thì để gốt được lên như thế này thì chúng ta sẽ phải cần được cái dữ liệu nó đủ đấy để có thể gốt được đấy. Và đây thì khi mà gốt xong thì chúng em sẽ phải là nắp vào, đặt vào đây cho anh đấy, nắp vào cái bộ phận này đấy. Còn ở đây thì là main này, main của Vietka này, đấy main của Vietka có nút nhé. Và đây thì nó đã ghi rất là rõ ràng cho anh em này, đấy main Vietka có nút anh em này, em zoom lên cho anh em nhìn nhé. Đó, KTV một nút. Thì cái main này thì để chúng ta có thể là sử dụng được cho cái đầu Vietka này để hát YouTube nhé. Và đây thì để chọn bài thì ở cái phần này thì là không có ổ cứng ở trên đầu, bởi vì là em chưa lắp các bác nhé, em chưa lắp ổ cứng nên nó sẽ không hiện lên này. Đấy, còn nếu như mà anh em muốn hát YouTube thì chúng ta chưa ổ cứng thì chúng ta vẫn hát được YouTube bình thường. Ở đây em đang cắm này, đấy tất cả em đang cắm nhé. Đấy, và để hát YouTube bình thường đây, đấy và chọn YouTube hát bình thường nhé. Đó, thì đây là chưa ổ cứng thì chúng ta vẫn hát được, lại không ổ cứng vẫn hát được YouTube đấy. Còn nếu như mà anh em muốn có bài hát ở trên đầu thì chúng ta muốn có bài hát ở phần này thì chúng ta sẽ phải lắp ổ cứng vào, và ổ cứng thì em đang làm lại, đang gốt rồi đấy, với mức giá rất là rẻ đấy, và cũng như là được nhận được sự rất là nhiều cái sự quan tâm từ các bác. Thì em đang nâng cấp cho anh em những cái dòng main cao cấp nhất, thì đây chính là cái main cao cấp nhất này, và đây cái main của nó đây đấy. Khi mà nắp thì cái main nó sẽ như thế này đấy, main nguyên bản của nó như này nhé, và main mới 100%, và main này chúng em bảo hành cho anh em là 6 tháng anh em nhé. Đấy, KTV một nút này. Đó, đấy, bảo hành theo đúng chính sách của công ty luôn đấy. Và anh em có nhu cầu mà nâng cấp lên những cái dòng đầu HD Vietka TV, Vietka Bonus thì có thể liên hệ trực tiếp với Tuyên Vũ để được hỗ trợ nhé. Và xin chào các bác.